Cả nhà nha, hôm nay thì kênh Thái TV2 xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái video về cái cách mà chúng ta kiểm tra model trên máy tính để bàn cũng như là máy tính laptop nha cả nhà. Nói chung là có rất là nhiều bạn chưa biết về cái vấn đề này. Nhiều khi mình muốn mua cái cục pin hay mình muốn mua cái phụ kiện gì đó ở trong cái máy tính của mình mà mình không biết được cái model thì không thể nào mua được nếu mà mình mua online nha cả nhà. Đấy, thì ví dụ như mình mà mình muốn mua cái cục pin của cái laptop này, mà mình muốn mua online thì mình sẽ báo cái model đó ở trên Google, hoặc giả là báo model đó cho một cái tiệm máy tính bán đồ phụ kiện, cái pin, cục pin đó ở xa, thì họ sẽ lấy đúng cái cục pin và mình về mình chỉ có là tháo ra và mình lắp pin vào, mình tự thay là ok thôi. Đó thì đó chính là những cái mà mình muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào cái cách mà chúng ta kiểm tra cái model của máy tính nha, tức là tên của cái máy tính đó là gì á. Thì bước đầu tiên thì các bạn hãy nhấn nút là Windows cộng R đây nè, Windows cộng R nha cả nhà. Đó, Windows rồi xong rồi nhấn tiếp R, nó sẽ hiện ra một cái tấm bảng nhỏ như thế này. Thì chúng ta nhấn tiếp tục là CMD nha cả nhà, CMD rồi sau đó chúng ta nhấn OK. Và nhấn OK. Đó, nó sẽ hiện ra một cái tấm bảng như thế này, bảng đen như thế này. Thì cả nhà nhấn vào đây theo cái cú pháp đây, đây cả nhà này, đây. Đó, chúng ta nhấn cái cú pháp này vào. Bây giờ mình thì mình sẽ copy, mình paste nó cho nó nhanh nha cả nhà. Đó, mình copy nó luôn, rồi mình paste nó. Ctrl C là copy, Ctrl V là paste. Nó không cho copy paste. Bây giờ mình phải gõ từng chữ một. Đây. W W M I C rồi khoảng cách một cái C S C S P R O D U C D rồi khoảng cách một cái get rồi khoảng cách một cái nem. Đó, đây, cái dòng này này là đã gõ vào xong rồi này. Bây giờ mình nhấn enter. Đây, nó hiện ra thêm một cái dòng nữa HP đó, EditBook 840G3. Đây chính là cái tên của cái laptop mà mình muốn kiếm cái tên nó đây. Đây chính là model hay còn gọi là cái tên của laptop đó. Ví dụ bạn muốn mua cái cục pin của cái laptop của mình thì bạn sẽ đưa cái tên này nè, và bạn báo là mình muốn mua cái cục pin này, cục pin của cái laptop HP đó đây gì đó, thì nó sẽ gửi về cái cục pin và cái phụ kiện hay là những cái gì đó nó trực thuộc, nó hư bộ phận nào. Ví dụ như màn hình thì mình hư cái màn hình của máy tính này thì mình sẽ gửi cái model này, cũng sẽ gửi về đúng cái màn hình cho mình như thế nha. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây, xin hẹn gặp lại cả nhà một video gần nhất. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thái Hải TV2 qua số điện thoại 0912781067. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.